Xin chào các bạn, mình là Minh Huyền và hiện tại mình đang có mặt ở địa chỉ của công ty mình, đó là 258 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc máy làm hot dog. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì cái chiếc máy cực kỳ là nhỏ gọn. Chiếc máy này thì phù hợp cho các anh chị mình làm hàng ăn, quán ăn ở trong các căng tin của trường học, bệnh viện để sử dụng chiếc máy này cũng rất là tiện lợi, cực kỳ là nhỏ gọn. Mình giới thiệu nhé. Bánh hot dog thì là được giới trẻ ưa chuộng rất là nhiều, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên. Khi mà mình làm thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm nhé. Đây là phần dây điện, các bạn cắm điện, sử dụng gia đình mình điện 220V. Sau đó thì các bạn sẽ set nhiệt độ ở đây. Tùy vào cái độ pha bột của các bạn mà các bạn sẽ set nhiệt độ khác nhau nhé. Sau đó thì các bạn sẽ quét một ít dầu lên các cái khuôn này. Đây thì mình có 6 chiếc khuôn với hai họa tiết khác nhau này. Các bạn cho bột vào, xong sau đó thì các bạn đóng nắp. Mình đợi nóng một chút thì các bạn sẽ cho phần xúc xích vào và mình cắm que và mình đậy lại. Thì ở đây thì sau khoảng vài phút thì là cái bánh của chúng ta sẽ chín. Hoặc là khi mà các bạn đang làm việc mà các bạn hơi bận rộn một chút thì các bạn có thể set nhiệt độ ở đây. Đây, tùy theo nhiệt độ đây các bạn set này, nó sẽ chạy nhá. Các bạn set mấy phút thì nó sẽ chạy, hết thời gian thì nó sẽ kêu tinh lên một phát là các bạn biết. Ở đây thì máy, khi mà mình vệ sinh máy thì cực kỳ là dễ dàng. Các bạn chỉ cần lau xịt lau chùi các cái khuôn này. Còn các cái khay dầu này thì các bạn tháo ra để mình vệ sinh. Đây mình tháo để mình vệ sinh cực kỳ là dễ dàng. Máy cực kỳ là nhỏ gọn, chỉ với tổng trọng lượng chỉ với 9kg thôi, các bạn hoàn toàn có thể là di chuyển mang đi mang lại. Nó cũng không chiếm quá nhiều cái diện tích trong cái khuôn đất của bạn hoặc là cái chỗ mà bạn bán hàng ăn. Nên là nếu mà các bạn có nhu cầu mua chiếc máy này hoặc tư vấn thêm về sản phẩm này thì có thể hiện đến số hotline 024-3838-3456 hoặc có thể là truy cập trực tiếp vào website máymocviet.vn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chào tạm biệt.